Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình An ninh phòng tuần này của chúng tôi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Công an Hải Phòng nâng cao hiệu quả công tác hậu cần. Trước hết, xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin. Kính thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác năm 2017, Công an thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Đại tá Vũ Thanh Trương, Phó Giám đốc Công an thành phố dự và chủ trì hội nghị. 7 tháng đầu năm 2017, Công an các đơn vị địa phương trong lực lượng Công an Hải Phòng tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và một số khu vực địa bàn ngoại thành. So với cùng kỳ năm 2016, tai nạn giao thông tăng cả về số vụ và số người chết. Bên cạnh nguyên nhân khách quan là do sự thay đổi kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, sự gia tăng của lưu lượng phương tiện, nhất là phương tiện trọng tải lớn, là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông. Để khắc phục tình trạng trên, không để tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông liên quan đến xe container, cần tăng cường các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông, khắc phục vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường, tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông tới mọi người dân, đặc biệt là đối với thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Thanh Trương, Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố trong những tháng cuối năm 2017, hai đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí. Cùng trong tuần, Ban chỉ đạo hè Công an thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè và liên hoan các câu lạc bộ chiến sĩ an ninh nhỏ tuổi. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố, trưởng Ban chỉ đạo hè Công an thành phố dự và phát biểu chỉ đạo. Hoạt động hè tháng hành động vì trẻ em năm 2017 được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời trong lực lượng Công an Hải Phòng. Hầu hết các đơn vị cơ sở đều hoàn thành tốt nội dung yêu cầu đề ra như công tác bảo đảm an ninh trật tự, các hoạt động hè, công tác tuyên truyền về phòng chống các loại tội phạm, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và bảo vệ môi trường trong thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố. Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động của trên 200 câu lạc bộ chiến sĩ an ninh nhỏ tuổi, nhiều đơn vị trong Công an thành phố đã có những việc làm thiết thực, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố, trưởng Ban chỉ đạo hè Công an thành phố đã ghi nhận biểu dương công an các đơn vị địa phương đạt kết quả cao trong thực hiện hoạt động hè 2017. Đồng thời mong muốn các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bằng nhiều nội dung, hình thức cụ thể thiết thực. Nhân dịp này, Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc. Ban chỉ đạo hè Công an thành phố đã biểu dương 14 câu lạc bộ chiến sĩ an ninh nhỏ tuổi trong hoạt động hè và tặng quà cho 52 cháu là con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập và các bộ môn năng khiếu năm 2017. Kính thưa quý vị, để nâng cao vai trò trong công tác hội, vừa qua, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố tổ chức phát động phong trào thi đua Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững giai đoạn 2017-2020 và triển khai điểm kế hoạch nét đẹp Phụ nữ Công an Hải Phòng trong cụm thi đua số 3 Khối Cảnh sát Nhân dân. Việc triển khai kế hoạch nét đẹp phụ nữ Công an Hải Phòng nhằm đẩy mạnh phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của phụ nữ Công an Hải Phòng theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nhằm xây dựng người phụ nữ công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin, tự trọng, trách nhiệm, kỷ cương sáng tạo. Một số chỉ tiêu thi đua cơ bản được đề ra như phấn đấu 100% hội phụ nữ trong cụm thi đua có hình thức tổ chức cho cán bộ hội viên học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm 75% hội viên đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến trở lên. Bên cạnh đó, mỗi thành viên trong cụm thi đua số 3 cần quan tâm, chăm lo, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị, thời gian tới, cán bộ hội viên Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố, cũng như Hội Phụ nữ các đơn vị trong cụm, cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, có kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua. Quan tâm chăm lo quyền lợi cho cán bộ hội viên, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tăng cường công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh.
Công tác hậu cần kỹ thuật có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là việc đảm bảo vật chất, phương tiện kỹ thuật, phục vụ các yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Trong thời gian qua, Đảng ủy Giám đốc Công an thành phố luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hậu cần kỹ thuật, đảm bảo phục vụ cao nhất các yêu cầu công tác thường xuyên và đột xuất, góp phần cùng toàn lực lượng Công an Hải Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Quán triệt chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, thời gian qua công tác hậu cần công an nhân dân đã từng bước chuyển từ phục vụ sang chủ động đảm bảo. Trong đó, lực lượng hậu cần công an thành phố được củng cố và phát triển, bám sát thực tế công tác chiến đấu của các lực lượng công an Hải Phòng theo phương châm chủ động đảm bảo, tập trung đầu tư ưu tiên trang thiết bị cho lực lượng trọng yếu, các đơn vị trực tiếp chiến đấu và cơ sở. Luôn chủ động tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, đồng thời bám sát cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng ủy Giám đốc Công an thành phố trong xây dựng, triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch hậu cần kỹ thuật. Trong quản lý sử dụng ngân sách được giao, Phòng Hậu cần Công an thành phố đã triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật quy định của ngành tới lãnh đạo chủ chốt và cán bộ kế toán của các đơn vị địa phương. Trong công tác quản lý thực hiện dự án, Phòng Hậu cần Công an thành phố đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhiều công trình như trụ sở làm việc của Công an huyện Thủy Nguyên, Công an quận Dương Kinh, Công an phường Vĩnh Niệm. Trong đó, đơn vị đã đăng ký công trình trụ sở Công an quận Dương Kinh là công trình gắn biển chào mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật Công an nhân dân. Cùng với đó, công tác quản lý sửa chữa doanh trại đã được đẩy nhanh tiến độ thi công nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng 14 công trình sửa chữa doanh trại, đang tiếp tục thi công 21 công trình sửa chữa doanh trại và nhà làm việc cho công an các đơn vị địa phương. Công tác mua sắm, sửa chữa, xây dựng cũng đã tổ chức thực hiện chặt chẽ, đi vào nề nếp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục mua sắm, sửa chữa theo quy định, đấu thầu, đấu giá trên tinh thần triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác bảo đảm vật tư kỹ thuật, vật tư nghiệp vụ, phương tiện, công cụ hỗ trợ và quân trang được quản lý chặt chẽ, thường xuyên, bảo hành, bảo trì. Đồng thời, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công an các đơn vị địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định các phương tiện, thiết bị tài sản được cấp, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó đã đáp ứng được yêu cầu chiến đấu ở các đơn vị, nhất là các đơn vị chiến đấu mũi nhọn. Bên cạnh việc trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng chiến đấu, bộ phận làm công tác hậu cần công an thành phố còn chủ động nắm bắt các yêu cầu thực tế, đề xuất trang cấp các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của các lực lượng. Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo chỉ huy đơn vị cũng luôn chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ và công tác bảo vệ nội bộ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động lớn của Bộ Công an về xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Trong thời gian tới, Phòng Hậu cần tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Giám đốc Công an thành phố thực hiện kế hoạch sửa chữa doanh trại cho các đơn vị ưu tiên, các đơn vị cơ sở công trình phục vụ công tác phòng chống bão lụt, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đất đai, giải quyết các cái tồn đọng trong công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, đảm bảo trang cấp vật tư xăng dầu, vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân trang, văn phòng phẩm, sửa chữa phương tiện phục vụ công tác chiến đấu của công an các đơn vị phương, quản lý tốt cán bộ sĩ, tăng cường kiểm tra điều lệnh, tham gia các phong trào vì an ninh tổ quốc của công an thành phố Hải Phòng năm 2017. Có thể nói, công tác hậu cần kỹ thuật nói chung, lực lượng hậu cần công an thành phố nói riêng thời gian qua có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả. Công tác hậu cần đang từng bước chuyển từ hậu cần phục vụ sang hậu cần chủ động đảm bảo, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng. Trong tình hình mới, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ lực lượng hậu cần công an thành phố phải tiếp tục không ngừng đổi mới về nhận thức, tư duy nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác, khẳng định vị thế, vai trò trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án đảm bảo hậu cần kỹ thuật, phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng công an thành phố, thể hiện vị trí hết sức quan trọng, góp phần trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Hải Phòng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiến lên chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.